Lại bao cá cho anh Thắng phép văn các bạn nha. Đâu đâu cái gì đấy ông nào đấy thôi đấy là bên đấy thôi, ở bên này không có đâu. Có còn gì hàng cũ, hàng cũ ấy anh Thuận ơi, cá ăn tơi tả quá anh ơi. Anh ơi, bên trái giúp em ơi. Anh kéo lên em phát một cột. Tới. Anh kéo em phát. Chắc không tới đâu, Xin giới thiệu các bạn. Đây là ông Trịnh nha. Đấy, báo cáo cho anh Tuấn. Thắng chắc. Ngại đi xa thôi chứ đi xa chưa món phát nào. Từ sáng giờ cá ăn tươi quá. Nào ở nhà thì đi câu luôn đi. Hôm lúc bảo là cá ăn thì không thấy ngoài, mà lúc cá không ăn thì lại đi. Còn hôm trước gọi có gọi đâu. Vào việc thôi Đăng Mai Phương ơi, có ai chỉ có Du Quý ít hay nhiều thôi. Đấy, thằng em nó phải sẵn quần à, nó sẵn quần để nó chuẩn bị lên nhỉ, không vào tới đây mà cứ xuống bồ luôn. Vừa đặt lên giường không một lên gì cả luôn. Sao thế này nhỉ? Vâng. Tiện đây thì đứng đây nay hai cái luôn, không thì lúc tí nữa chia sẻ. Chưa thế nên. Đâu. Giờ sẽ nói đông đằng kia kia. Thì mất hình lang chưa. Đây vào đây rồi. Vẫn khỏe. Giờ có thể cười được rồi. Hugo, Hugo. À, Hugo rồi, Hugo các cụ nha. Cứ từ từ thôi, khéo léo thôi nha. Khuyên. Không quả. Không, con này hàng. Cái con vừa lấy em thắng rồi bắt vừa lấy này. Ủa? Hắn cũng chơi tầm này. Đấy, sẵn con đã biết rồi đấy. Sát định nhảy luôn xuống hồ luôn. Nên giường mà nước không có dây. Chuẩn bị buộc. Chuẩn bị mua. Còn ba con đối sao? Đúng rồi đấy. Chứ mà cái lứa mới đâu. Ông cởi cái con cái miệng túi. Con đi lùi vào cho các bác ấy. Không, sáng anh chặt hết rồi. Thế anh có làm đất cái nào không? Thầy em lên nhớ cụ nha. Không, không đừng. Ông cầm cái cục
Khỏe nha anh này. Thôi em hiện tại đang có 12 cần các cụ nha. Còn rất nhiều chỗ ngồi luôn. Ốc cũng có luôn. Cả đêm hôm qua ngồi trên kia người ta giật xuất hết cả ruột. Nhưng sáng nay anh em mình mới thể hiện này. Mình thể hiện vào phút chót đúng không anh? Anh đùi nó lùi ra tí. Thôi nha, chào cụ nha.